Anh Minh Ngọc, chuyên gia cho em hỏi, nhà em có một con lợn bị lứt móng chân trước, đi tập tễnh vẫn ăn uống bình thường, có phải bệnh lở mồm long móng không ạ? À, vâng, cái hiện tượng mà lở mồm long móng đối với lợn thì chị cần phải lưu ý như sau. Nó sẽ có tổn thương ở ba nơi. Thứ nhất là ở vùng miệng, tức là miệng có hiện tượng nổi mụn nước và sau đó chảy nhiều nước dãi, và sau một khoảng thời gian nhất định thì cái mụn nước vỡ ra và tạo thành các vết loét, và chính tạo thành các vết loét đấy thì lợn ăn rất là kém hoặc là không ăn được, và đặc biệt đối với lợn con thường là có cái tỷ lệ chết cao, tức là không bú được hoặc là không ăn được mà suy dinh dưỡng mà chết. Đồng thời ngoài các cái vết loét và các cái mụn nước mà ở vùng miệng thì còn xuất hiện các cái vết loét, các cái mụn loét ở bầu vú, và đồng thời có các cái tổn thương, thì tổn thương ở cái vành móng, ở vành móng chứ không phải là kẽ móng, và vành móng, và cái vành móng thường sưng lên, và sau khi sưng lên thì có hiện tượng là loét chảy nước, và nhiều khi là nó sẽ bong cái lớp sừng móng ra và con lợn bị què. Thì đấy là cái bệnh lở mồm long móng, cho nên chị phải quan sát ở ba cái nơi có cái tổn thương. Nếu ba nơi mà tôi vừa nêu ở trên, ở miệng này, ở vú này và ở kẽ móng, thì đấy là bệnh lở mồm long móng. Còn nếu chỉ có ở kẽ móng thì trong trường hợp đấy là viêm kẽ móng. Thì trong trường hợp này chị dùng cái nước lá chầu không sắc đặc hoặc là nước phèn chua, chị rửa sạch cái kẽ móng đó, và sau khi rửa sạch thì chị dùng cái iodin 10% chị bôi vào cái kẽ móng đó, và sau khi mà dùng iodin bôi vào cái kẽ móng đó thì chị dùng cái mỡ kháng sinh chị bôi vào cái kẽ móng bị tổn thương, và làm như vậy ngày 2 đến 3 lần liên tục từ 5 đến 7 ngày. Và để đề phòng hay là để diệt cái vi khuẩn bội nhiễm, trong trường hợp mà cái môi trường chăn nuôi bẩn bị ô nhiễm thì rất dễ bị kế phát vi khuẩn mà gây nên viêm móng cũng như là nhiễm trùng toàn thân, thì chị cần phải dùng cái kháng sinh. Thì kháng sinh có thể là dùng lancosin hoặc là gentamicin hoặc là dùng ampicana tiêm cho lợn ngày một lần và tiêm liên tục 3 ngày liền, cùng với việc mà dùng thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng như vitamin C kết hợp B1 và kết hợp với caffeine tiêm cho lợn ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, thì sẽ khắc phục được cái hiện tượng mà chị nêu ở trên.